Chúng ta sẽ tiếp tục bằng cái danh mục là loại khách hàng. Cái danh mục loại khách hàng này các bạn thêm vào thì đến cái mục các bạn, ví dụ như đây là nhóm khách hàng thân thân quen chẳng hạn, ví dụ thế, hay là VIP thì gì đấy, nói nó rõ đúng không? Các bạn tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề khách hàng. Thế thì ở đây ấy, thì các bạn nhìn thấy chúng tôi đã vào một số các cái khách hàng có sẵn rồi. Thế chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kích chuột phải vào màn hình và chọn thêm, hoặc chúng ta ấn Ctrl N để thêm mới. Thế các bạn nhìn thấy nó sẽ hiện lên như này. Các bạn nhìn thấy là ở đây có cái loại đối tượng, ở đây chúng ta chọn cái mục này cũng hợp lý. Ở trong cái phần danh mục khách hàng nhà cung cấp ấy, chúng ta lưu ý là có cái cột bên trái là cái cột nhóm đối tượng. Ở đây chúng ta sẽ tổ chức được theo cái hình thức là, ví dụ đối với công ty kinh doanh thương mại các bạn cần theo dõi khách hàng theo vùng miền thì có thể các bạn tổ chức ở đây, các bạn chọn thêm mới ở đây đấy các bạn, ví dụ như là vùng Hà Nội rồi chẳng hạn đấy, các bạn chọn lưu. Thế thì ở đây ví dụ trong này có mấy ông này, các bạn giữ phím Ctrl kích chuột nhé, có mấy ông này thuộc địa bàn Hà Nội, các bạn gấp thả nó vào đây, và trong này các bạn cứ thêm mới ở trong cái phần này thì nó cũng tự động lên ở cái phần tất cả nha các bạn nhé. Và khi chúng ta theo dõi một cái báo cáo thì chúng ta cũng có thể chọn nhóm đối tượng, ví dụ đối công nợ cho vùng Hà Nội thì gồm những ông nào, đây là cái đấy là rất quan trọng. Còn để khai báo cái thông tin khách hàng thì nó rất là dễ, các bạn nhìn thấy chúng ta kích chuột phải hoặc là ấn Ctrl N để thêm mới. Ở đây trên này các cái thông tin trên này tôi giải thích cho các bạn là khách hàng nhà cung cấp cả hai là như nào, tức là cái đối tượng này nó là khách hàng hay là nhà cung cấp. Cái này chỉ sử dụng hiệu quả khi mà các bạn có đến hàng trăm nghìn khách hàng hoặc là hàng trăm nghìn khách nhà cung cấp khác nhau, là các bạn cần phân biệt là trong quá trình lên báo cáo ấy, thì cái ông khách hàng này nó chỉ lên ở bên khách hàng mà cho cái tài khoản, ví dụ cho cái tài khoản 131, còn thằng này nó sẽ lên các cái báo cáo tài khoản 331. Nhưng mà thường cái việc mà khách hàng nó không quá nhiều thì các bạn có thể để cái cả hai, thì có nghĩa là chạy báo cáo nào nó cũng lên. Lắm lúc khách hàng ấy, nhà cung cấp ấy, các bạn chọn nó đây rồi nhưng các bạn lại đi hạch toán ở 331 thì có khi là nhầm, đến lúc lên báo cáo nó không hiện lên. Các bạn chúng ta đánh tên đối tượng vào đây, ví dụ công ty gì, cái mã đối tượng này các bạn nên để cho máy nó tự chạy nhé, phần mềm nó tự tự tăng lên, các bạn không cần phải sửa đổi vì chúng ta sẽ có cái tít autofilter để chúng ta lọc nó rất dễ. Địa chỉ chúng ta khai báo vào, diễn giải nội dung là ví dụ ông này hay nợ là cái gì đấy, ông này là phải thu tiền ngay hay không nợ. Đấy, khai báo cái số lượng nợ tối đa, tức là nó sẽ khóa lại, nó sẽ hạn chế trong cái quá trình các bạn cho nợ vượt quá cái số lượng tối đa này cho các bạn. Hạn nợ của cái này là nó tính theo từng cái hóa đơn cho các bạn. Các bạn xuất ra với cái hạn nợ của hóa đơn này, khi chọn khách hàng này nó tự động gắn với cái hóa đơn đấy là được nợ bao nhiêu ngày. Tất cả những thông tin còn lại, cái mã số thuế này nó rất quan trọng đối với tổ chức các bạn nhập vào. Thì trong trường hợp mà cái đối với khách hàng này thì cứ bán cho họ thì cái tỷ lệ chiết khấu là bao nhiêu, các bạn đánh vào đây các bạn nhé. Thì chúng ta lưu lại, dĩ nhiên là nhiều khách hàng thì cũng có thể sử dụng cái hệ thống danh mục này với cái mục đích là theo dõi khách hàng luôn. Và sau khi chúng ta vào thêm ấy, thì chúng ta có, ví dụ chúng ta có một cái ông này à, thế ở dưới này có một phần loại công việc, đây là cái phần nhắc việc cho những người sử dụng phần mềm, có thể là kế toán, có thể là lãnh đạo. Thì khi người ta mở phần mềm ra mà nếu mà cứ đến ngày mà có một cái hẹn với ai đấy, một cái đối tượng nào đấy, thì nó sẽ thông báo cho các bạn là ngày hôm nay phải làm những việc gì. Tôi ví dụ như cái ông kinh doanh vật liệu nổ này, chúng ta ngày hôm nay chúng ta xuất cho họ một cái hóa đơn, hoặc là chúng ta có một cái cuộc hẹn với lãnh đạo, chúng ta có thể đặt sang là ví dụ như sang ngày mùng 2 một tháng sau đúng không, tháng 1 2018 tôi sẽ có hẹn này với ông này, 02/01/2018 là hẹn gặp lãnh đạo để ui cái ghi rồi đòi nợ đi đúng không, đòi nợ đấy. Thế các bạn có chọn nhắc trước một ngày hay là nhắc trong ngày, các bạn có thể đánh số 0, tức là nó đến ngày đấy nó sẽ báo, hoặc là nhắc trước một ngày các bạn nhìn thấy đến ngày mùng 1 tháng 1 nó sẽ báo đúng ngày Tết dương lịch, nó sẽ báo cho các bạn. Nếu có sao các bạn lưu lại thì các bạn khi các bạn sau này mở phần mềm ra vào cái ngày đấy nó sẽ báo cho các bạn nhé. Rồi ok, chúng ta đã xong phần danh mục khách hàng.